Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị đến với một tiết mục mà Lê Hồng cảm thấy rất hay, vì Lê Hồng đã được chứng kiến các cô, các chị trong đội văn nghệ tổ dân phố Xuân Áng tập luyện. Nhắc tới đội văn nghệ tổ dân phố Xuân Áng, chúng ta luôn thấy sự nhiệt tình, hăng say, sôi nổi của tất cả các cô, các chị, đặc biệt là cô Tuyết hay chị Huệ. Mặc dù bận rộn rất nhiều công việc, nhưng vẫn dành thời gian mỗi tối để tổ chức cho đội được tập luyện. Và xin toàn thể quý vị, chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón tiết mục Mùa Xuân Ơi đến từ đội văn nghệ Xuân Áng. Ngày xuân đến, xuân xuân nơi xuân đã về, tiếng chúc thương mừng đón.